Chào tất cả các em. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ học về 3 điểm thẳng hàng. Hôm nay chúng ta sẽ học bài này với hai nội dung. Thứ nhất là chúng ta hiểu thế nào là 3 điểm thẳng hàng. Thứ hai nữa là mối quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng. Lần lượt chúng ta sẽ đi vào từng phần. Bây giờ chúng ta vào cái phần thứ nhất, đó là thế nào là 3 điểm thẳng hàng. Một, thế nào là 3 điểm thẳng hàng? Thế nào là 3 điểm thẳng hàng ạ? Bây giờ chúng ta để trả lời được cái câu hỏi này, chúng ta xét cái ví dụ như sau. Thầy cho hình thứ nhất có 3 điểm ABC đều nằm trên một đường thẳng A, B, C. Đây là hình 1. Có 3 điểm nằm trên một đường thẳng như ở trên bảng. Và hình thứ hai là thầy cho 3 điểm P, Q và R. Đây là hình 2. Bây giờ thầy có mô tả như sau. Trên hình 1 thầy thấy 3 điểm A, điểm B, điểm C nằm trên một đường thẳng. Thế thì khi đó thầy sẽ nói 3 điểm ABC là thẳng hàng. Đấy. Ở đây thầy sẽ nói, ta nói này, 3 điểm A, B, C là thẳng hàng. Đối với hình 2, chúng ta thấy điểm P, điểm Q, điểm R không cùng nằm trên một đường thẳng, đúng không? Giả sử có một đường thẳng đi qua hai điểm này thì điểm này nằm bên ngoài đường thẳng đó. Đi qua hai điểm này thì điểm này nằm bên ngoài. Đi qua hai điểm này thì điểm này nằm bên ngoài đường thẳng đó, đúng chưa? Vậy thì nhìn đây chúng ta thấy là ba điểm này không cùng thuộc một đường thẳng nào đó. Vậy thì ở đây thầy sẽ nói ba điểm P, Q, R là không thẳng hàng. Thầy cứ tắt nhé, không thẳng hàng. Đấy. Thế thì thông qua hai cái hình 1 và hình 2 và cái nhận xét thì chúng ta có thể kết luận ra điều gì? Chúng ta kết luận như sau. Kết luận 3 điểm mà cùng thuộc một đường thẳng thì chúng ta gọi là 3 điểm thẳng hàng. Kết luận thứ nhất, 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng, cùng thuộc thì cái tắt nhá, thuộc một đường thẳng thì tắt thôi cho nhanh, thì gọi là 3 điểm thẳng hàng, thì gọi là 3 điểm thẳng hàng, gọi là 3 điểm thẳng hàng. Kết luận thứ nhất. Kết luận thứ hai thì nói là 3 điểm không cùng thuộc một đường thẳng thì ta nói 3 điểm không thẳng hàng. Kết luận thứ hai, 3 điểm không thuộc bất kỳ một đường thẳng nào đường. Thì gọi là 3 điểm không thẳng hàng. Đấy.
Và như vậy là chúng ta đã hiểu cái khái niệm về 3 điểm thẳng hàng và 3 điểm không thẳng hàng. Thế là trả lời cho câu hỏi thứ nhất, thế nào là 3 điểm thẳng hàng. Bây giờ chúng ta đi vào mục số 2, đó là quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng. Đấy, mục số 2. Quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng. 3 điểm ở đây thầy đã định nghĩa được 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng trục một đường thẳng. Sang mục thứ hai, thầy thấy là quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng, vậy thì chúng ta phải cho 3 điểm thẳng hàng. Bây giờ thầy giả sử điểm M, điểm N và điểm P thẳng hàng. Và hình ảnh của nó như sau, ta sẽ thấy là nó cùng nằm trên một đường thẳng. Ví dụ thế này, 3 điểm M là P cùng nằm trên một đường thẳng. Chúng ta thấy đây, ví dụ đây là điểm M, đây là điểm điểm N và đây là điểm P. Quan sát trên hình ta thấy 3 điểm M là P là thẳng hàng. Thế thì nhìn hình ta thấy nhanh, điểm M và điểm N ta gọi là cùng phía đối với điểm P. Và ta lại có một cái nhận xét thứ hai, điểm N và điểm P nằm cùng phía đối với điểm M. Đấy. Và ta sẽ lại nói là điểm M và điểm P là hai điểm nằm khác phía đối với điểm N. Đấy. Và một nhận xét tiếp theo đó là gì, điểm N này nằm chính giữa, nằm giữa này, xin lỗi nhá, nằm chính giữa, sau này ta có khái niệm trung điểm gọi là điểm chính giữa, còn đây chúng ta gọi là nằm giữa thôi. Điểm N thì nằm giữa điểm M và điểm P. Đấy. Thầy nhắc lại một lần nữa nhá, chúng ta có bốn nhận xét khi ba điểm M, L, P thẳng hàng như trên hình vẽ. Thì ta thấy này, M và N nằm cùng một phía đối với điểm P, nằm phía trái đối với điểm P. N và P nằm cùng một phía bên phải đối với điểm gì? Điểm M. Điểm M và điểm P thì nằm ở hai bên, nằm hai phía đối với điểm gì? Điểm N. Đấy, một thằng nằm bên trái, một thằng nằm bên phải điểm N. Và điểm N thì gọi là nằm giữa điểm M và điểm gì? P. Đấy. Đây là có bốn cái kết luận như vậy. Bây giờ chúng ta rút ra một nhận xét như này, có một nhận xét mà chúng ta cần phải ghi nhớ này. Trong 3 điểm thẳng hàng thì có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Trong 3 điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại, đấy là cái nhận xét chúng ta ghi nhớ. Ở đây ví dụ như là điểm M, điểm N, điểm P là 3 điểm thẳng hàng như trên hình, thì điểm N chính là điểm nằm giữa M và P. Đấy. Trong trường hợp này là có duy nhất, ta kết luận duy nhất một điều, đó là điểm N nằm giữa điểm M và P. Chúng ta có nhận xét như thế này. Các bạn về nhà làm cho thầy các cái bài tập ở trong sách giáo khoa. Buổi học sau thầy sẽ chữa cho các bạn bài tập nhá. Hôm nay thì chúng ta chỉ cần ghi nhớ cho thầy là thứ nhất là thế nào là 3 điểm thẳng hàng. Thì chúng ta chỉ kết luận cho thầy là 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Đấy. Và ngược lại, nếu 3 điểm không cùng nằm trên một đường thẳng nào đó thì 3 điểm đó là không thẳng hàng. Và chúng ta thấy quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng thì chúng ta có một nhận xét, đó là có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Đấy là trong 3 điểm thẳng hàng nhá. Thì chúng ta ghi nhớ cái lý thuyết như vậy và làm bài tập cho thầy.